What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel Boss kia. Yeah. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng review cho anh em một con bàn phím cơ giá rẻ nữa. Và cái lần này thì bàn phím cơ này đến từ hãng QMAT, một trong những cái bãi hãng mà sản xuất bàn phím cơ nhưng mà chuyên cho thị trường châu Âu. Do nó đang giảm giá cho nên là bên mình đã nhập về một chút để cho các bạn thử trải nghiệm cái bàn phím QMAT này. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng mở hộp và đánh giá chi tiết em bàn phím này nhé. Let's go. Chúng ta sẽ đến với lại cái ngoại hình đầu tiên của em ấy, chính là cái vỏ hộp. Thì ngoài cái vỏ hộp chúng ta sẽ nhìn thấy rõ chiếc bàn phím được in ở ngoài đây. Thương hiệu QPad và cái mã của nó sẽ là MK30. Xung quanh thì chúng ta sẽ thấy có các cái thông tin cơ bản về chiếc bàn phím, bla bla bla, không có gì nhiều. Và cái quan trọng là cái hộp của nó khá là to và dày, đồng thời là nó cũng rất là nặng, chứng tỏ là chiếc bàn phím này chắc chắn là sẽ bui kim loại khá là mạnh đây. Ok, mình sẽ cùng mở hộp cho các anh em xem nha. Bàn phím này đóng khá là chắc chắn các bạn. Đó. Ở trong đây thì chúng ta sẽ thấy có một cái kê tay, đó, sẽ được bọc riêng như thế này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thỏ một chiếc bàn phím để ở trong. Ở trong hộp chúng ta sẽ không còn gì cả, ngoài một cái tấm hướng dẫn sử dụng. Và cái tấm này chắc cũng chả ai bao giờ đọc đâu. Ok, chúng ta sẽ bỏ sang một bên. Ok, và đây chính là chiếc bàn phím của chúng ta, chiếc phím QPad MK30. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy có hai phần, đó chính là chiếc bàn phím và một cái kê tay như thế này. Và khi mình bóc chiếc kê tay đi thì khá là ngạc nhiên vì một cái sản phẩm giá rẻ mà được trang bị một cái kê tay rất là tốt. Các bạn có thể thấy ở phía lớp, ở phía trên này sẽ được phủ một cái lớp khá là mềm, gần giống như là cao su vậy. Khi mình vuốt lên thì nó sẽ có cảm giác mượt mượt mà, nhưng mà nó rất là đầm tay ấy. Khi mình để lên thì nó sẽ không có bị cái hiện tượng nó là hiện tượng cứng hay là làm đau tay. Mình đánh giá cao cái tay này. Và cái tay này nó cũng đủ dài và to để cho mình có thể để tay lên rất là thoải mái như thế này. Và nó cũng có thể gắn vào hoặc là tháo ra rất là dễ dàng nữa. Đó, một cái điểm cộng dành cho em bàn phím này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn về phía bên bề mặt của em này thì được làm bằng kim loại hoàn toàn luôn và được có giả vân xước phay. Và lưu ý là cái bề mặt này nó sẽ không được sơn phủ một cái lớp chống giật, cho nên là các bạn rất có khả năng sẽ bị giật nếu như mà các bạn chưa có nối đất PC hoặc là không đi dép ở trong nhà. Chúng ta sẽ thấy có logo QPad được khắc laser ở ngay trên tấm kim loại này luôn, nhìn rất là nổi bật và sáng sủa. Ở trên phía chân phải thì chúng ta sẽ thấy có ba cái đèn báo nhỏ ở trên đây, gồm có num lock, cup lock và scroll lock. Ba cái đấy thì cũng không quan trọng lắm. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy đây là một cái hệ thống bàn phím cơ và có nút nổi lên phía trên là khá là cao. Với cái thiết kế như thế này thì giúp cho chúng ta có thể vệ sinh một cách dễ dàng, nhưng mà nó sẽ dẫn đến đó là khá là mỏi tay. Tuy nhiên thì bù lại thì bàn phím này đã hỗ trợ cho chúng ta một chiếc kê tay rồi, cho nên các bạn không phải lo về cái hiện tượng đó. Về cái layout của em này thì layout chuẩn rồi, không cần phải bàn cãi và chắc chắn sẽ chơi được tất cả các loại keycap khác nhau. Nói về keycap thì chúng ta sẽ có một cái bộ keycap, đó là keycap double shot. Tuy nhiên thì cái lớp này của nó làm khá là mỏng và nó làm giống như là mấy con Derail á. Thì những cái con Derail đó thì nó sẽ cho cái bộ keycap mỏng, double shot thì không bay màu, nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng một thời gian thì nó sẽ bóng loáng lên, và con này cũng như vậy. Mình rất là ghét cái kiểu cái cắt như thế. Đó là có lẽ là một cái điểm trừ duy nhất của em này. Ngoài ra thì nó sẽ bù lại được một cái phông chữ quốc tế nhìn rất là đẹp, tức là tròn trịa, không có bị ngắt quãng hay là quá to như những con phím tàu. Nhưng mà các bạn có thể thấy có những cái ký tự đặc biệt ở đây đó, ở những cái nút như là nút ngoặc hay là nút vuông ấy, thì nó sẽ thay bằng các cái ký tự của tiếng Đức. Đây là bàn phím thị trường nội địa của nước Đức, cho nên nó sẽ có một số các ký tự đặc biệt. Chúng ta sẽ lật sang mặt sau. Về mặt sau của con QPad này thì chúng ta sẽ thấy một thiết kế khá là đơn giản, vẫn có 4 miếng cao su ở 4 góc để chống trượt, chống trơn. Ngoài ra thì các cái lẫy này cũng có trang bị cái đế cao su luôn, và cái lẫy này khá là nhẹ, bật lên có cảm giác rất là thoải mái. Ở giữa đây chúng ta vẫn có logo của QPad ở đây, MK30, không có gì đặc biệt. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ có ba cái lẫy này chính là cái giúp để chúng ta có thể chốt cái phần cái bàn kê tay này vào trực tiếp trong bàn phím và không, nó sẽ giữ chắc chắn luôn. Tuy nhiên thì cái này có lẽ là không cần thiết đâu, tại vì mình chỉ cần kê lên là nó sẽ dính vào bàn phím rồi. Về phần dây cáp thì dây cáp bên này đang sử dụng đó là dây cáp nhựa thôi, bình thường. Tuy nhiên thì cái dây cáp này được làm khá là chắc chắn và được hỗ trợ đó là chống rối. Đó. Và đầu USB của nó sẽ được mạ vàng luôn nha các bạn. Và những cái đầu USB mạ vàng này sẽ giúp cho chuyển tín hiệu tốt hơn.
vẫn có đầu chống nhiễu và đồng thời cũng sẽ có một cái tấm băng này sẽ giúp cho chúng ta để cho đi gọn dây hơn, đỡ rối. Rồi chúng ta sẽ đi qua một chút, đó là về hiệu năng của em này. Em này đang sử dụng đó là Blue Switch của thằng Content, một trong những cái switch mà khá là nổi tiếng ở phía bên Tàu. Cái Blue Switch này thì sẽ giúp cho chúng ta có cảm giác gõ khá là đanh mà nghe tiếng rất là to. Đặc biệt là khi kết hợp với những cái keycap như thế này thì cái tiếng phát ra của nó rất là lớn. Tí nữa mình sẽ demo cái tiếng gõ cho các bạn. Và theo như nhà sản xuất thông bố thì con này có độ bền lên tới 50 triệu lượt nhấn và có hỗ trợ thay nóng switch. Thì cái này mình cũng chưa có biết được cái độ bền nó có thực sự được như vậy không, nhưng mà thay nóng switch là chắc chắn có thể được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ sang hệ thống, đó là hệ thống đèn LED của em này. Ok, em này thì đang sở hữu hệ thống đèn LED Rainbow, tức là mỗi hàng một màu như thế này. Đó, và các bạn có thể thấy là đèn LED của nó cực kỳ sáng. Đó, các bạn nhìn thấy cả vào trong ban ngày thì vẫn sáng như thường, đủ để cho các bạn có thể chơi sử dụng trong ban ngày nhưng vẫn thấy rõ ký tự cũng như là các hệ thống đèn LED của em này. Về cái đèn LED thì chúng ta sẽ thấy có một điểm đặc biệt nữa, đó là phía bên ngang của con bàn phím này thì nó sẽ có cái dải đèn LED màu xanh, có logo QPad ở đây, nó sẽ hiện lên và nhìn cũng khá là bắt mắt nếu như mà các bạn để trong phòng tối. Đèn LED của em này thì nó cũng rất là đặc biệt, nó có nhiều chế độ rất là hay và nó cũng khác biệt so với những cái con bàn phím giả cơ khác. Mình sẽ cùng test cho các bạn coi nhé. Như các bạn vừa thấy cái hệ thống đèn LED của em này thì phải nói nó có rất là nhiều hệ thống khác biệt, tại vì nó có những cái chế độ ví dụ như là tỏa từ giữa ra này, hoặc là tỏa từ hai bên vào, hoặc là sáng ngẫu nhiên các nút. Những cái hệ thống đèn LED đó thì nó thường chỉ có xuất hiện ở trên những cái bàn phím RGB thôi, nhưng mà đây bàn phím này cũng hỗ trợ những hệ thống đèn LED đó khá là đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ hướng cái mic vào và cho các bạn nghe thử tiếng gõ của em này. Mình báo trước là em này sử dụng Blue Switch và tiếng gõ của nó nghe rất là đanh và nghe to lắm, cho nên nếu mà các bạn sử dụng bàn phím này mà để chơi ban đêm thì khó mà có thể yên lòng với phụ huynh được. Như các bạn vừa thấy là mình đã test xong cái hiệu năng gõ của em này, thì các bạn đã thấy là cái tiếng gõ của nó khá là đanh và to, nghe rất là rõ ràng, clicky nghe cũng rất là sướng tai. Tuy nhiên thì nó có một cái điểm yếu, đó là cái nút cắt này nghe vẫn còn khá là lọc sọc, nó khá là sọc, có lẽ là do nó không bùi, không có chắc chắn bằng những con khác, nhất là những phím dài nữa, đó, khá là sọc sọc, có lẽ đó là một cái điểm yếu nữa của em này. Ok, vậy chúng ta sẽ chốt lại về chiếc bàn phím QPad MK30 này nhé. Như vậy là mình đã review xong chiếc bàn phím MK30 đến từ hãng QPad. Về ưu điểm thì em này sẽ có một cái bùi khá là đẹp, và chúng ta sẽ có hỗ trợ một chiếc cây tay ngon lành cần đào, đồng thời là hệ thống bùi bằng phun kim loại cực kỳ chắc chắn. Tuy nhiên thì các bạn nhớ lưu ý là cái phần kim loại này có thể gây giật nhé. Đồng thời chúng ta sẽ có một cái hệ thống đèn LED cực đẹp, nó phông chữ quốc tế ngon lành cần đào luôn. Đó là những điểm nổi bật của em này. Ngoài ra thì nó vẫn có những cái nhược điểm, ví dụ như là cái hệ thống keycap này sẽ rất là dễ bị bóng này, cũng như là cái switch này vẫn còn bị lọc sọc ở những cái nút dài. Thế thôi, đó là những cái nhược điểm của em này có thể tìm thấy ở trên chiếc bàn phím. Vậy với cái tầm giá khoảng 600 ngàn thì các bạn có bỏ ra để hốt em này về nhà sử dụng không? Nếu như mình thì cái này thực ra nó cũng rất là đáng đấy chứ. Nếu như mà các bạn có ý kiến gì về chiếc bàn phím này, có đáng hay không, hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe và share giúp mình. Và nếu như các bạn muốn xem thêm các cái clip khác của Boss Gear về các cái sản phẩm gaming gear thì các bạn có thể nhấp vào phía video bên tay trái ở đây hoặc video bên tay phải. Và nhớ subscribe ủng hộ kênh của Boss Gear nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.